Nhả chưa? Rồi, ngày 9 tháng 4 à, Đan Lát. Đây là số 90126 Đan Lát. Ngày 9 tháng 4 2024 một tờ. Cục cái đao vô đặc biệt đó thì là nhận tiền đủ á. 4 tỷ. À 901 mà số mà mỗi người đi mua một chỗ nó số mà trúng vậy. Rồi đây, hai tờ còn tờ nữa không? Hai tờ đó không? Rồi đây. Kéo đây nè. Đó, ngày 9 tháng 4 qua đây cho mấy. Con má sao vậy? Cái con má. Đâu ra đây đây. 90124. Nào thấy chưa? Ờ 90124 đây. À. 90124. Ê 26 chứ. 26, xin lỗi. Rồi đang lát. Ngày 9 tháng 4. Đây, vô số đây. Đó. Ngày 9 tháng 4 124 đây. Rồi, vài chung tiền nha quý vị. Hai tờ. Rồi không không rách nha, không nhào. Bữa có anh kia anh trúng trăm ngồi thôi mà rách đi không được nhận này, đi đi bả lựa. Thôi nghe, rồi thôi tờ đây. Rồi ra vườn rau đây giữ lựa. Rồi, chung tiền. Là một tờ là 3 triệu. À giấy tư. Giấy tư là 3 triệu nha. Rồi chung tiền đây. Một triệu nè. À, triệu nè. Một triệu nè, nhận tiền nè. Đó, qua anh vô, qua mấy người kia vô luôn đó. Ấy à, số quả là mỗi anh trúng mỗi tờ hả? Bữa nay em đã vậy, 1 triệu nè. 1 triệu cho anh đó trước đi. 1 triệu nè. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 3 triệu nè. Rồi, biết chưa? Rồi, bây giờ tới anh kia nè. Trung nè. À, ly xì giả rồi, rồi, có bao nhiêu rồi đó. Rồi, đó nè, ly xì. Thôi, nha ngang. Vậy nè. Nhận tiền là 1 triệu nè, 2 triệu nè, đó. Anh chơi ngon, anh chơi ngon. Anh nhà ở đâu mà trúng đây vậy, mà xuống đi đậu vậy, nhà ở đâu kìa? Ở Trà Bui. Trà Bui hả? Giải quyền Trà Bông. Quyền Trà Bông xóa Trà Bui hả? Trà Bui trên Trà Tăng đó chứ. Lê Chê 200. Quá ngon quá rồi, tí nữa tuyệt vời. Rộng lượng quá hẹn luôn. Em anh chỉ rộng lượng nghe, có bao nhiêu đó, qua anh mua vé số luôn. Đấy. Mua chị trúng nữa. Quá ngon, quá tuyệt vời. Đấy. Cắt cái tờ vô qua. Cái tờ. Cái này bác ơn anh. Mua mấy triệu bỏ cái đó mà chưa vô bữa xíu cũng tỷ mưa. Rồi, cái nào không quà đó. Dạ, 100, đúng 6 triệu này thôi, tờ 100 qua nè. Đang lát. Thôi đếm tiền mua. Đầy đủ rồi chưa? Ngon lành chưa? Đâu đâu? Ngon lành canh đô. À. Số cái má bên anh màu quá hê. Cái số bực kỳ hê, màu hê. À, như xương xương nhớ mà số quả cái má ngồi hê. À, cho lông lì à. Ô, bị chạy. Má mày mày chạy có màu hình rồi. Lông lì, lì, à, có phạt, phạt. Ừ, cho. À, hồi nãy bị mờ. Hồi nãy nó vừa, hồi nãy nó vừa. Hồi nãy nó vừa. Đâu đâu. Nãy nó vừa mà. Tại giờ anh có trúng vậy là lớn chưa anh? Hả? Hồi xưa anh có trúng vậy là lớn chưa? Hồi bữa nè, chạy mua nè, trúng nè. À con này nếu mà đậu ở đây, đây đậu ở đây trúng nè, đặc biệt nè. Đây nè, số nè. Tôi làm sao đậu qua đậu lại trúng đặc biệt nè. Hồi bữa em nghe em cũng mua vô 4 con luôn, đặc biệt luôn. Mà công mà em trúng nè, ba em trúng là 5 tờ, hơi tài đặc biệt mà là mình mua 36 mà ông mua tư, ông mua bao hơi ông trúng. Đâu? 5 tờ. Đâu rồi rồi. Anh trúng anh mua là 5 tờ. Rồi. Đâu mà nắm trúng qua một lần. Đâu có mà nha. Trúng trăm cho. Ở gần đông trúng mấy ngày liên tiếp luôn á. Anh khi mà anh khi mà là bón thuốc. Mai. Qua tao. Không có tiền lấy chị. Số mình trúng. Kệ trúng coi giống trai chị vui. Không mình mới la mình giúp. Số quay số này qua anh mua ở đâu vậy? Đấy. Hả? Đấy. Qua mua ở đây luôn hả? Còn mấy tờ
Hôm qua anh mua ở đây à? Hôm qua mình cũng có 26 mà. Hôm qua mình cũng có 26, mình không lấy. Đúng rồi, để tôi vô xíu nó coi thử hôm qua đúng rồi, mình cũng có 26 đúng rồi. Thử này hơi tan nè. Đâu đâu đâu. Hôm qua em cũng có 26 mà, để em coi thử ấy thử. Đúng rồi. Không xào thái thêm mà. À đúng rồi, hôm qua có 26 rồi. Đúng. Đây lát ngày 9 tháng 4. Đây quý vị, nã cái má mà quá vậy em quay lại cho anh chị mình xem nè. À 901 26 nè. Đúng rồi. 26. 9. 901 26 số này nè anh chị. 901 26. À 901 26 đây. 901 26 anh chị thấy không? Đó. Má mà quá rồi. Ở đây đây. À đúng rồi, má nó bị mờ. Ngày 9 tháng 4 hàng ngọn. Đâu có bao nhiêu nha. Rồi nha, rồi anh chạy về nha. Đây. Đây quý vị. 901 26 qua em cũng nhớ là có qua em nhớ có bón 26 nha anh chị. Rồi có mong quý vị đã xem video của em nha. Chúc anh chị may mắn phước lộc phước tài nha. Rồi.